Bảo đọc cho cô công thức so sánh bằng nè. So sánh gì ạ? Sánh bằng. Công thức so sánh bằng là S cộng với S với X rồi S. Rồi, cánh lên so sánh không bằng nè. Sao cơ so sánh không bằng là thêm nốt vào. Được chưa? Là S, B not, S, adjective, cộng adverb, S. Rồi. Cái nào ở trên là verb thì ở dưới sẽ là adverb. Adverb ha. Rồi the same đi với danh từ. Hoặc có hoặc không đi với as. Difference thì sẽ đi với from. So sánh hơn chủ từ be. Ngắn thì thêm er. Dài thì đếm. Thêm more. So sánh nhất. So sánh nhất the rồi ngắn thì sẽ thêm est, dài thì sẽ thêm most. Rồi mình sẽ làm bài tiếp theo, cô giao nhiệm vụ nhé. Bài số 9 nè, exercise 9, page 54. Bài này là đang là exercise 10 page 54. Hà Khang. Exercise 11. Minh Trí and Bảo Trâm. Exercise 12. Ngọc Diệp and Gia Bảo. Exercise 13. Như and Hà Khang. Sorry, Hà Khang làm rồi. Như and Khánh Linh. Exercise 14. Yến Nhi. Yến Nhi and Nam Hải ha. Rồi, xem kỹ cái phần của mình nè. 5 phút nữa cô sửa bài nhé.
number one. Number one, the chair is more comfortable than that one. More comfortable. Number two. Number two, your flat is larger than mine. Number three. Number three, the weather today is hotter than it was yesterday. Denial. The Nile is longer, is the longest river in the world. Chinese bicycles. Chinese bicycles are worse than Japanese ones. Mathematics. Mathematics is more difficult than English. What do you mean? Ho Chi Minh is the biggest city in Vietnam. He drives. He drives more carefully than his wife. She sings. She sings the most beautifully in this school. I read. I read slower than my sister. I read. Chặng từ slowly. Chặng từ anh tiếng là more slowly. Okay. Trạng từ đi với động từ ha, mà khi nó thêm ly thì nó thành trạng từ ly, thì là trạng từ số nhiều, trạng từ dài. Number 10, exercise Ray is the oldest girl in our class.10. This exercise. This exercise is easier than that one. He is He twice. is twice faster than you. Cả lớp với cho cô một công thức so sánh gấp bội ha. Mình ghi ngay trong cái chỗ này luôn nhé. Ghi cho cô là so sánh gấp bội. Gấp bội tức là gấp so sánh mà thêm nhiều bội số mà gấp 2, gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần đó. Thì sẽ ghi cho cô là chủ từ be cộng với số lần. Gấp mấy lần thì ghi số lần nha. Rồi cộng với as, tính từ as. Đây là tính từ nhé. Thế bây giờ cô có trạng từ thì sao? Trạng từ thì tương tự, cô sẽ thay thay vì là be thì mình sẽ có động từ ha. Cộng với số lần nó gấp. The twice là hai lần. Rồi, as. Trạng từ as. Rồi, với danh từ thì mình sẽ làm sao? Với danh từ hả? Với danh từ là chủ từ cộng với động từ. Rồi, cũng là số lần luôn. Nhưng mà danh từ thì nó sẽ phải có danh từ số ít không đếm được hay là danh từ số nhiều. Vậy thì mình sẽ dùng as much đi với danh từ không đếm được. As much đi với danh từ không đếm được rồi mới tới as. Còn danh từ mà đếm được thì nó sẽ đứng ở dạng số nhiều, đó chính là as many, danh từ số nhiều và đi với as. Vậy thì trong exercise này cô có từ twice. Sorry, he is twice. Anh ta mập gấp hai lần bạn. Thì twice là số lần nhé. Rồi, anh ta gặp mập gấp hai lần. Twice as fast as you. As Nam is. Nam is the noisiest student of all. Michael.
My coat is better than today than it was yesterday. A new house. A new house is more expensive than an old one. Of the four ties. I like the red one the best. Nobody. Nobody is happier than Michelle Snow. Today English. Today, English is the most international of language. International. John. John is as strong as I thought. Okay. Would you? The next exercise, Minh Trí and Bảo Trâm. Minh Trí, the first wise questions. Number one, hotels have developed as great big as restaurant. Develop động từ dùng với trạng từ. Number two. Number two, Cantho Bridge is the longest one in the south of Vietnam. The longest one. Number three, Albert Einstein's contribution to scientific theory of world as important as those of Galileo and Newton. Number Number four, impulses cannot move as fast as cheetahs, but they are more efficient runners. efficient runners. Number Number five. five, of the two such, this one is the greatest. Hai cái thì sẽ là hơn thôi, không có nhấp nhấp vào bài ba. Sửa lại cho cô nào. The greatest. Pretty. Tại vì có hai thôi, khi nào có ba thì không. Ok, Bảo Trâm The test is not as difficult as it was last month. nè. Hôm trước cô nói là nó thì nó cũng đi được với sơn So, được. Cho nên cô sẽ có câu B và câu A nhé. lúc đầu con chặn D xong con chạy đi con khánh A. Ok. Number Number 7, Peter cannot earn as much money as his wife. seven. Nãy cô mới cho rồi đúng không? Money không đếm được, cho nên sẽ dùng as much as. Of the five students, Mary is the most intelligent. The most intelligent. Number Steel is heavier than wood. nine. Number 10. Number 10, a supermarket is less convenient than a shopping center. Mình có less là ít hơn, ít thuận tiện hơn. Less tính từ trong tiếng Anh thì mình có gì? Ngắn. Ngắn thì xem er cộng với dan nè. Dài thì sẽ là more. Dài thì more. Dài cộng với dan. Nhưng mà nếu mình dùng less nhá thì nó đi được với tính từ nào cũng được luôn. Less thì sẽ đi được với cả tính từ ngắn, tính từ dài. Mình sẽ dịch là ít cái gì đó hơn, dù là ít thuận tiện hơn. Less cô không có ghi ngắn dài, tức là nó đi được hết. Tính từ trạng từ nào nó cũng đi được hết, nó không có phân biệt ngắn dài, chỉ có và more thì mới phân biệt thôi. Exercise 12, Diệp and Gia Bảo, Ngọc Diệp nè.
Number one, tears were are worse than done. Number two. Number two, Miss Jones isn't as nice as Miss Smith. As number three. Number three, the rooms in Grotes Towers are longer than those in Rồi. the hall. Là số nhiều. Ở đằng sau là nó sẽ so căn phòng với những căn phòng. À, số nhiều thì cô có từ those thay cho từ rooms. Đáp án là câu C nhé. À, lớn hơn những cái mà là ở đâu đó. Number four, tuitions of an American university runs as high as $6,000 a semester. A semester học kỳ. Semester học kỳ. Tuition là học phí. Tuition học phí. Semester học kỳ. Học kỳ 1, học kỳ 2. Number 5. Number five, everyone looks much happier today than they did yesterday. Happier. Bởi vì từ looks nó là tính từ nói, nó là từ nói, nó là động từ nói, cho nên là trông có vẻ như thế nào đó, có từ look, seem như thế nào đó cộng với tính từ. Bảo nè. Number six, Mr. Brown receives a bigger salary than everyone else Bigger in the than, company. yes, number seven. Number seven, the Boeing 747 is twice bigger than À, cô có từ choice là gấp 2 á, dùng so sánh the bằng 2 này cô mới cho ghi á. Coi lại coi. So sánh gấp 2 là mình sẽ dùng as nhá. Phải không? As hết á. Gấp 2 lần. Được chưa nào? Gấp 2 lần thì cô sẽ dùng as, big as. Lớn gấp 2 lần. Number 8. But eight. Do you know that beautiful lady over here? Yes, that's her. She's more beautiful than any other girl. Me. Beautiful than any other girl. B. Cô bé, cô nhắm gì? Number 10, Diana is the shortest of the three sisters. Number 9 chưa làm. My young brother grew very quickly and soon he was as big as my mother. Number 10. Number 10, Dana is the shortest of the three sisters. Okay. Bây giờ cô xem bài nào mà biết còn thiếu giống hôm bữa là cô không có nhắc nữa nha. Cuối rồi mình thiết mà cứ ra gạch. Bài nào cô viết tắt thì mình được viết tắt, bài nào cô không viết tắt là mình phải viết ra, mà mình cứ gạch giống hôm bữa là cô cho mình đi lại hôm bữa cho mình viết lại hết ha. Sửa bài để mình nhớ. Như and Linh. Như nè. Number one, your kitchen is bigger than mine. Mine. Number 2. Number two, Dave is the tallest in the class. The tallest. Một là mình dùng từ person cũng được nhé. Không thì dùng từ student. Hoặc là the tallest cũng đúng. Tại vì the tallest mình được lược tính từ á. The đi với. Được lược danh từ. The tallest in the class. Number 3. Number three. Mom. Dad speaks English better than my mom. Better than mom. Number 4. Pa can cook as well as lamb. Right.
Number five. Five. That restaurant is the best in the business school. In the business team. Một là dùng the best hoặc là the best one cũng được nhé. Rồi, in the city. Linh nè. Number six. This watch is worse than that one. That watch is better than this one. Number seven. My sister write more carefully than she did. My sister didn't write as carefully as she does. As carefully as she does. Tức là bây giờ cẩn thận hơn lúc trước, tức là lúc trước không bằng bây giờ. Number eight. Number eight. This story is more interesting than any other story I have ever read. This is the most interesting story I have ever read. Number nine. She is the most beautiful girl I have ever known. I have never known such a beautiful girl before. I have never. Đợi cô thấy mấy con đứng rồi. Con đang bị lag cái này, nó đang Okay. Ever. I never know. I never know such a beautiful girl. Such a beautiful girl. À, cô ấy là người đẹp nhất mà tôi từng biết, tức là tôi chưa bao giờ biết cái người nào mà đẹp hơn cô ấy. Before. I have never known. I have ever known such a beautiful girl before. I such a beautiful girl before, nhưng mà nó đẹp, nhưng mà mình không biết là nó đẹp nhất hay là nó đẹp nhì á. Lúc nãy mình có một cái câu tương tự ở trên, để cô tìm câu đó cho Linh. Để đi đâu? Cái câu này để cô làm nhé. Rồi, tôi chưa bao giờ gặp được bất kỳ người nào. Cô có hai cách nha. Beautiful girl đây ha. More beautiful. More beautiful girl. Tôi chưa bao giờ gặp một cái cô gái nào đẹp hơn cô ấy. Được chưa? Là cô ấy đẹp nhất rồi. Đó. Cái câu của con là cô ấy đẹp. Ngữ pháp không sai. Ý nghĩa không sai luôn. Nhưng mà chi trong câu này là cái cô ấy đẹp quá, nhưng mà không biết cô đẹp nhất hay đẹp nhì. Chỗ này sẽ là không có nào. Chỗ này là không có biết cô nào đẹp hơn cô này. Được chưa? Rồi. Number 10 nè. Number 10. Peter does not drive so carefully as Tom. Tom does not drive as carefully as Peter. No, Tom. Lại nào. Peter lái xe cẩn không không cẩn thận như Tom, tức là Tom lái xe làm sao? Peter không bằng Tom, tức là Tom nó Tom phải does not. đó. Peter nó hơn Tom nè. À sorry, Peter không bằng Tom thì tức là Tom hơn Peter chứ. Ở đây, tôi sẵn hơn cho cô nè. Tom drive more carefully than Peter. Đúng rồi. Rồi số 3. 2 phút nữa nè. Hôm trước Bảo viết cái chữ mà cô kiểm tra là cô nhìn không ra luôn á. Bảo khi mà sạch chữ đẹp là cô đọc không ra luôn á. Đi chữ cho cẩn thận lại nha. Cô đọc không ra, được về nhà ôn nhưng mà ôn. Vâng. Một phút nữa nha. Cô ơi, cô có ăn câu 2 nữa không ạ?
Rồi Yến Nhi nè. Number one, it is not as cold as it's not as hot as yesterday. À, hôm qua là 9 độ, hôm nay 6 độ. Hôm nay 9 độ, hôm nay 6 độ là nó nóng hay nó lạnh? Ở ngoài Bắc 9 độ lạnh không? 9 Chín độ. độ thì nó ôi nóng lạnh lắm, bây giờ đi ông 6 tay độ. này cuồng chứ không là tay con cống rồi. 9 độ là lạnh rồi. Vậy thì hôm nay 6 độ là nó lạnh hơn hôm qua. Rồi hôm nay lạnh hơn qua nào. It is colder than Than yesterday. Tại vì 6 độ nó không có nóng. Mà 9 độ nó cũng đâu có nóng đâu, nó lạnh. Vậy thì 6 độ lạnh hơn ha. Rồi, hôm nay lạnh hơn hôm qua. Number câu hai con chia làm gì? two. Chuyến hành trình mà đi bằng xe hơi thì nó mất 4 giờ. Mà đi bằng xe lửa là mất 5 giờ. Vậy mình nói là mất nhiều giờ hơn. Nhiều giờ hơn đi bằng xe. Nhiều giờ hơn hoặc ít giờ hơn nhé. Một là con dùng less hours là ít giờ hơn, còn nhiều sẽ là more hours. Two. Công thức là it takes cộng với thời gian. Rồi, two đó. Và chỗ này con so sánh hai cái thì con dùng cho cô từ down nhé. Down two gì đó. Ok nào, lại nào. It takes. Giờ muốn more hay muốn less được hết. Giờ muốn more hay là less? More à? Rồi, more hours. Sao nữa nào? Two. Travel by train than travel by Done to travel by car cũng được. Còn không là mình rút gọn thêm chút nữa, giống như rút ngắn tử ha. Done by car. Rồi, cái nào cũng được đó. Number 3 nè. We were easier at work than that were every day. Than we were everyday hoặc là everyday. Rồi, we were busier at work today. Hôm nay tôi bận. Done. Mọi ngày ha, everyday hoặc là we are nhé. We are cũng được, còn không mình được bỏ we are luôn, mình dùng vào everyday luôn. Everyday. Tôi bận hôm nay hơn mọi ngày. Number 4. Jane's sister doesn't cook as well as Jane. Doesn't cook as well as Jane. Hoặc là her cũng được. Number Nobody in this team plays football as well as Tom. Nobody plays football. Không ai chơi bằng Tom hết. As well as Tom. Okay. Không ai trong đội chơi giỏi bằng Tom hết. Hải nào. Họ hiểu nhiều hơn chúng tôi, tức là chúng tôi không hiểu nhiều bằng họ. We don't. Understand as nhiều nào. Nhiều là as much. Không bằng sẽ là not as much as they. Chợ động từ là, chợ động từ của they là đi với do hay là does? Do. Và chúng tôi không hiểu nhiều bằng họ. Được chưa nào? Không bằng là not as as. It is much more difficult to speak English than to speak French. Nói tiếng Anh thì khó hơn nói tiếng Pháp.
To speak English is more difficult. difficult than to speak French. Rồi trong bài này cô sẽ thêm một từ nữa, bởi vì trong đề người ta nhấn mạnh là từ much. Từ mét mà nó đứng từ much mà nó đứng trước so sánh hơn thì nó sẽ nhấn mạnh mức độ chênh lệch nhiều nhé. Chỗ này cô sẽ là khó hơn nhiều. Và cô sẽ thêm từ much vào đây. À, khó hơn nhiều. Number 8. Phỏng vấn của bạn, phỏng vấn của tôi là kéo dài lâu hơn của bạn. Phỏng vấn của bạn không lâu bằng của tôi nè. Your interview didn't last as, tính từ nào? As long as mine. Mine. When I was younger, lúc mà tôi trẻ hơn đó, lúc tôi còn nhỏ thì tôi từng đi leo núi nhiều hơn bây giờ. Tức là bây giờ tôi không có đi nhiều bằng hồi đó. I don't go climbing nhiều nào, as much as I. Chờ động từ của quá khứ là I did, mình thêm cụm nữa là dạy quen ha. Mình có thể thêm là mình ghi I did cũng được, còn không mình thêm chỗ đó là I did when I was younger. Cái chỗ when I was younger cô bỏ trong ngoặc kép nhé. Có cũng được, không cũng được. Còn không mình dùng I did là người ta biết là trong quá khứ. Number 10. My coffee is better than yours. Is better than yours. Và 2 phút giờ bài. Tìm lỗi sai. Bạn nữ thì làm cho cô bài số 15 nhé. 15, tìm lỗi sai của bài 15. Nữ làm, cô gọi bất kỳ nhé. Girls. Còn bài 16, tìm lỗi sai thì nam làm. Cô cho 3 phút. Nếu cô gọi mỗi bạn làm 2 câu ha.
No, number one and two. Number one, would trở thành better. Correct. Would better. Number two. So chuyển thành S. So chuyển thành S. Okay, right. Bảo Trâm nào. Number three, I found the conversation as much interesting and I was glad to practice my English. Con nghĩ là sai ở chỗ S. as Chuyển thành most thì phải đi với gì ta? the Đúng rồi, most thì phải the. Number four. number four, the Caspian Sea, a salt lake, is larger than any other lake in the world. Chuyển largest thành larger. Larger. Khánh Linh nào. Number five, Pete rides the car more dangerous than his brother do. Pete chuyển thành more chuyển thành as dangerous as his brother does. Mình sửa một chỗ thôi con. A more ride drive vận động thì đi với trạng dangerous gì nè. Trạng tư. Thêm ly vào. Hả? He Đúng. drives the car more dangerously. Đúng rồi, more dangerously than his brother does. Bởi vì mình có từ drive, ride thì đi với trạng tư. Number six nè. Number six is one of the most biggest building that I had ever seen. The Most sai rồi làm gì nữa? Mình sẽ gạt nó đi. Is Đúng rồi. one of the biggest. Sorry. À, mình bỏ nó đi, tại vì nó dư rồi. À, bỏ nó đi. Rồi. Yến Nhi nè. Oh, sorry. À, đúng rồi, Yến Nhi. Câu 7. Con chuyển sâu thành S. Đúng rồi, sâu thành S. Nhưng mà từ vừa nó có sai. À, thứ nhất là bài này về so sánh, cho nên chắc chắn các lỗi sai nó đều liên quan tới so sánh nha. Rồi cô sẽ giải thích cho con tại sao lại dùng chữ words. Tại vì mình chưa có học ha. À, mình có cái cấu trúc gọi là câu mong ước. Mình sẽ học ở đằng sau nhé, nhưng mà cô giới thiệu trước luôn. Câu mong ước mà ví dụ bây giờ là cô không có tiền, thế cô ước là cô có tiền, vậy thì nó trái với hiện tại nhé. Trái với hiện tại mình sẽ ghi là chủ ngữ wish cộng chủ ngữ cộng với cột 2, ED luôn. Và nếu chủ ngữ là to be, nếu nó là be thì mình sẽ chuyển thành were cho tất cả các ngôi. À, bởi vì đây là câu mong ước, mà khi nó ước thì nó không đúng với sự thật. Mà khi nó không đúng với sự thật thì mình lùi thì. À, nếu như nó trái với hiện tại thì người ta sẽ đưa nó về thì quá khứ đơn. Được chưa? Còn nếu như nó trái với thì quá khứ đơn, ví dụ ngày hôm qua là mình đâu có trúng số đâu, cái mình ước là ước gì ngày hôm qua tôi trúng số, vậy là trái với quá khứ rồi, thì mình sẽ lùi thêm một thì nữa là nó sẽ thành quá khứ hoàn thành. Đấy, từ trên nào. Rồi, thêm một loại câu mong ước nữa, ước cho tương lai, ước một cái việc gì đó nó sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng mà nhớ ước là không có đâu. À, thì ước cho tương lai nhé, mình sẽ dùng với chủ ngữ ước gì trong tương lai tôi có thể bay được. À, would hoặc là would nhé. Ước gì mẹ tôi sẽ cho tôi 5 tỷ để đi chơi. À, mình ước thôi, nó đâu có thật đâu. Đấy, mình sẽ dùng. À, mình có các trường hợp như sau. Thứ nhất, sau wish sẽ là cột 2 ED. Nếu là to be thì chúng ta sẽ dùng were cho tất cả các ngôi. Thứ hai, nếu như nó trái với quá khứ thì mình sẽ dùng had cột 3 ED. Và nếu mình ước cho một điều gì đó sẽ có thể xảy ra trong tương lai hay không, mà mình ước về tương lai, mình sẽ dùng would hoặc là could. À, câu này sâu gạch bỏ dùng as á. Câu số 8 thôi Nhi nè. I change longer into longest.
longer into longest. Công thức cô bổ sung mà mình cũng phải bổ sung à. Chương trình mình gặp lại rồi. Đấy. Năm bình như làm rồi, bạn là chưa làm. Ai à, dịp nào. Dịp. Number nine, con thấy số xài chữ more à? Chuyển thành cho cô là Better. better. Number 10. Sai ở chỗ most great à? Số lại cho cô là ngắn thì thêm greatest à, the greatest city in Again, number 1 and number 2. Number 1 is Jessica is the only amateur, but she sings well than most professionals. Sound well. Correct. Trend. Better. Better. Number 2. This house is more spacious as the White House. I thought in rubber silo. More. Size more. Giờ mình có hai cách sửa ha. Một là sẽ là, tại vì ở đây nó As đúng rồi, chính xác. Một là mình sẽ sửa thành spacious as. Hai là mình sẽ sửa thành more. more issues then. Correct. Tại do bài này không có cho mình sẵn gạch dưới cho nên mình sửa kiểu này. Done number 3 and number 4. Number 3. Lan is the more careful of the three girls who are turned out for the part in the play. More in the most. More change into most. Number 4. Number 4. The telephone isn't as cheap, so the other one with it works much better. So change us. So train us. Gia bảo nè. Number 5 stories are the most good. The most good là the The best way of teaching moral lessons. Moral lesson là bài học về đạo đức ha, đối với người trẻ tuổi. Number 6. Báo. Number 6. This exercise is much more easier than phải làm much easy easier much Easier. Much không sai nhé con nhé. Small biết sao. more easier Too và much more nó thừa. với too much sẽ đi với so sánh hơn nhé. Much đi với so sánh hơn, đi trước so sánh hơn để nhấn mạnh mức độ chênh lệch nhiều hay ít. Dễ hơn nhiều. Và từ easier là không đi được với more, bỏ more đi. Trí nào. Number 7, London is much more exciting as expected. Chuyển thành gì con? Dan. Mà chuyển thành đàn. Number 8. Trí number 8. Dan brown chairs is much comfortable than this one. Most Most chuyển thành. size. More. Chuyển thành more. Nam Hải nè. Nam Hải. Lan is the prettiest girl of all the girls. Number 10.
so sánh hai là nước này với nước kia, cho nên so sánh hơn Wow. sẽ là gì? Worse. Wow. Worse are different than, worse weather than, thời tiết tệ hơn nước của bạn, thời tiết có tệ hơn cái nước kia không, có tệ hơn nước thời tiết này hay không? Worse than. Trước khi mình học chuyên đề 4 thì mình nghỉ giải lao rồi mình vào chuyên đề 4 10 phút nha. Và 8:21 tới 8:31.
Đi bảo ra viết bài em. Và mình học câu tường thuật nhé. Câu tường thuật thì sẽ học ở lớp 8 và lớp 9. À, câu tường thuật. Mình sẽ học hết tất cả các dạng của tường thuật luôn. Có ba quy tắc cần phải đổi. À, ba quy tắc cần phải đổi. Thứ nhất, con phải đổi cho cô là người. Tại vì khi tường thuật lại, cái ngôi xưng đã khác rồi. À, ví dụ như bảo là cô bảo về nhà không cần phải làm bài tập đâu. Cô bảo tao như vậy đó. Mấy bạn, tường thuật lại là gì? Cô bảo Nhi rằng, thì cái hình thức là tôi sẽ thay thành cô ấy. Thì mình phải đổi người nhé. Rồi đổi luôn cả thì. Và thường là mình sẽ lùi thì. À lùi thì nhé. Từ hiện tại lùi về quá khứ. Từ quá khứ lùi về quá khứ hoàn thành. Và trường hợp thứ ba đó chính là đổi thời gian. Hoặc à, đổi thời gian hoặc là đổi trạng từ. Đổi một số tính từ chỉ định. Ghi bài vào nghe. Kiến thức dài. Không ghi lát bảo cô kéo lên là không kịp ha. Đổi ba thứ, đổi người, đổi thì và đổi thời gian. Rồi. Số 1. Đổi cho cô. À, mình đổi cười thì mình sẽ đổi cái gì nhé? Đổi cho cô là thứ nhất là người nè. Chia ra cho ba cột. À, nếu là tôi đang nói trực tiếp là tôi khi tường thuật lại sẽ là ví dụ như chủ tịch nước đứng lên tôi xin trân trọng kính chào, ông nói về vậy ông ấy xin trân trọng kính chào, tôi sẽ trở thành, nếu là nam thì là he nhé, nếu là nữ thì là she. Rồi tân ngữ mi. Tân ngữ mi, người ấy ghét tôi, sửa thành người ấy ghét cậu ta hoặc là cô ta thì sẽ đổi thành him hoặc là her. À, cái nhà của tôi, ông ấy nói gì vậy? Ông ấy nói cái nhà của ông ấy sẽ là his hoặc là cái nhà của cô ấy là her. À, như vậy thì tương tự là mình có gì? À, chúng tôi. Cái người đó nói là chúng tôi khi mà họ tường thuật lại sẽ thành thành bọn họ ha. Rồi. Tân ngữ của chúng tôi là us sửa lại thành them. Sở hữu của chúng tôi sửa lại thành của bọn họ. Ví dụ như là you thì sao? Nếu là you, ví dụ như là bạn có thể giúp tôi không? À, ông ấy tường thuật là tôi có thể giúp ông ấy không? Thì trong một số trường hợp nếu như người nghe à, you là ngôi thứ hai mà khi tường thuật lại nó là mình đó, thì mình cứ chuyển cho cô là you thành thành I. Tùy á, có khi you là I mà có khi you cũng là he hoặc là she luôn. Con phải dịch cái câu đó ra là ai là người nói cái điều đó. À, như trường hợp này mà chỉ mình thì sẽ là me, chỉ cậu ta là him, chỉ cô ấy là her. Rồi tương tự nhé. Của bạn mà chỉ mình thì sẽ là của tôi, chỉ của cậu ta sẽ là his, chỉ của cô ta là her. Đây là đổi người.
Rồi, số 2 là mình phải lùi thì. Tại vì khi tường thuật lại nó đã trở thành quá khứ rồi, cho nên mình phải lùi. À, cách đây 3 phút trước cô bảo là hôm nay lớp mình làm bài tốt sẽ không phải làm bài. Thế hôm nay bạn đang hỏi, lúc nãy cô nói gì thế? Lúc nãy cô ấy nói rằng, đấy thì cái lúc nãy đó nó đã thành quá khứ rồi, cho nên mình phải lùi. À, rồi, cô gom lại nhé. Cô sẽ không ghi chữ thì nữa, mà mình sẽ nhớ thì đó nó là gì luôn nhé. Thì hiện tại đơn đại diện là vớt nguyên mẫu S hoặc ES, con sẽ lùi cho cô thành cục 2ED. Thì hiện tại tiếp diễn arm is are vớt bên, chỉ cần lùi Amia thành word là được. Thì hiện tại hoàn thành have passed cục 3ED, chỉ cần lùi have passed thành had. Cô bay đi giữ nguyên. Tại vì nó là thì. Đó là nhóm hiện tại nhé. Con thấy học nhóm hiện tại sẽ lùi về quá khứ. Hiện tại đơn. Quá khứ đơn. Hiện tại tiếp diễn. Quá khứ tiếp diễn. Hiện tại hoàn thành. Quá khứ hoàn thành. Rồi nhóm tiếp theo của cô sẽ là nhóm của thì. Quá khứ đơn. Đó chính là câu trong ngoặc kép của nó. Câu tường thuật là mình tường thuật từ câu nói trực tiếp của ai đó chuyển thành một câu gián tiếp nhé. À, mình nghe câu đó ra lần đầu tiên sẽ là trực tiếp, khi mình nói lại lần hai thì nó sẽ là gián tiếp, từ trong quá khứ lùi về quá khứ hoàn thành cho cô. Rồi, nếu là was were verb in thì lùi về quá khứ hoàn thành tiếp diễn. À, tuy nhiên cái thì này con ít khi gặp nhé, con lên lớp 9 thì con sẽ gặp, còn ở lớp 8 thì con sẽ ít gặp. Cô ghi luôn nhé, mình trong bài tập sẽ ít gặp, hoặc lâu lâu mình gặp thì mình cũng biết luôn. Rồi tới quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành là cái thì cuối cùng rồi, cho nên mình không lùi đi đâu được nữa, vẫn là nó luôn. À, thấy quá khứ hoàn thành là không có lùi được nữa, nó hết cỡ rồi. À, nó là sâu xa nhất trong quá khứ đây. Nhóm thứ ba đó là nhóm của tương lai. À, will thì chuyển cho cô thành would. Thì tương lai gần là am is are going to, động từ giữ nguyên. Thì chỉ cần chuyển cái to be ra là thôi nhé, chuyển cái to be thôi, còn lại là going to, động từ dẫn nguyên. Mình chỉ chuyển chỗ to be thôi. Làm sao con phân biệt được nó là was were verb in? Thì chỗ này nó có cả chữ going to, là nó có luôn cả động từ dẫn nguyên nằm ở đây này. À, thì chỗ này nó sẽ là going to, thì chuyển thành was were going to. Còn chỗ này là không có verb one, mà nó có verb in. À, cô lấy ví dụ là I'm going. À, I'm going to school. Thì cái từ going đằng sau nó không còn động từ nữa, thì suy ra anh này anh là verb in nhé. Nhưng mà cô lại nói là gì? I'm going to go to school. Thì sao cái chữ going nó còn có chữ go nữa? Vậy thì go mới là động từ chính. Go mới là động từ chính. Vậy thì chỗ này nó sẽ là be going to. Nó gọi là sẽ. À, tôi sẽ đi đâu đó. Rồi, can thì chuyển thành could. May chuyển thành might. Must chuyển cho cô thành hát chưa nhé. Must hoặc là have to. À, hẹp chưa mà đi với verb nha. Mình sẽ chuyển thành have to. Have to verb. Must động từ giữ nguyên. Must là đi với động từ giữ nguyên.
Hạt chiều cũng đi bắt đầu từ nguyên, chuyển về quá khứ có một dạng thôi là hạt chiều. Năm phút cuối giờ là chụp chụp vở. Hôm nay viết bài nhiều cho nên cô sẽ kiểm luôn cả vở lẫn sách bài tập nha. Giờ này là 43 rồi, tới 45 là cô chuyển cái slide này lên để cô cho cái viết cái khác nha. Bài này nó dài lắm. Mình học hết cái quyển này là đủ cho các bạn học ngữ pháp thi tuyển sinh, thi học sinh giỏi hết hả? Tới tháng mấy là xong? À, sau khi đổi người đổi thi thì cái cuối cùng là mình sẽ đổi thời gian và không gian ha. À, tức là lúc mà mình nói ở đây mà khi mình nói xong rồi mình di chuyển về nhà rồi thì cái tại thời điểm hiện trường mình nói ở đây thì nó đã biến thành ở đó rồi ha. À, thứ ba cô sẽ nói là đổi thời gian. À, đôi khi thì nó có không gian nhưng mà không gian nó không nhiều đâu, đổi thời gian thôi á. Không gian thì ít lắm nhưng mà cô cũng đi luôn tại vì Cô nó ơi, con chưa chép xong cái phần đổi người. đây à. Làm cô chủ vào hộp chat. Ok. Rồi, đổi thời gian và không gian. Thứ nhất ở không gian nhé. À, đồ vật, à, cái này xong rồi về nhà nó đã biến thành cái kia rồi. À, this cộng với danh từ chuyển thành that đi với danh từ these. This đi với danh từ chuyển thành those. Those danh từ. Những cái kia đã biến thành những cái đó rồi. Ở đây sẽ được chuyển thành ở đó. Ở đây biến thành ở đó. Chúc các bạn ơi, tới đây chơi nào. 10 ngày sau kể thường thuộc lại thì nó không còn ở đây nữa, nó trở thành ở đó. Rồi, cái này chỉ có ghi để áp dụng thôi nhé. Now, bây giờ chuyển thành then. Today, chuyển thành that day. Tonight, chuyển thành that night. Cái nhóm này là nhóm hôm nay nha. Bây giờ cô qua nhóm nhóm hôm qua nè. Yesterday sẽ chuyển thành the day before. Hoặc the previous. Previous có nghĩa là trước đó, tức là ngày trước đó.
Trong quá khứ mình sẽ dùng cho cô là before hoặc là previous. Previous. Rồi. Cái gì đó đi với chữ ago. Ví dụ như cách đây 3 ngày thì con sẽ viết lại cho cô là before. À, cô lấy ví dụ là 3 days ago thì mình sẽ chuyển thành 3 days before. À, nhớ công thức nha. Thời gian cộng với ago sẽ chuyển thành thời gian cộng với chữ before. Trước đó 3 ngày. Tức là cách đây 3 ngày tức chuyển lại thành trước đó 3 ngày. Last cộng với danh từ. Last cộng với danh từ chuyển cho cô thành the cộng với danh từ đó cộng với chữ before. Ví dụ last week chuyển thành the week before. Rồi, thường thường là sau chữ last nó sẽ đi với danh từ số ít. Cho nên ở đây mình còn có thêm một dạng nữa, đó chính là the previous cộng với cái danh từ đó luôn. The previous cộng với danh từ đó luôn. Mấy cái chỗ mà nó theo quy tắc rồi thì ago thì chuyển thành before nè, last cũng chuyển thành before. Rồi. Từ now cho tới đây là ở hiện tại ha. Rồi yesterday cho tới last là ở quá khứ. Thế bây giờ cô muốn chuyển ở hình thức tương lai nhé. Ngày mai là tomorrow. Tomorrow là ngày mai. Thì con sẽ chuyển cho cô là the next day hoặc là the following day. Như vậy có quy tắc chung là nếu như mình thấy từ next mà đi với một cái danh từ không có s nhé, danh từ không có s, đi với danh từ thì sẽ chuyển cho cô là the next, tức là mình viết là chữ next nhưng mà mình thêm chữ the. Đó. Hoặc viết cho cô là the following cộng với cái danh từ đó. Trong bài trắc nghiệm thì nó sẽ ra luôn hai dạng này. Còn trong phần tự luận thì dùng hay dùng nhất là dùng cho cô dạng the following. Thôi tôi cho 2 phút nữa nha.
Rồi lật sách ra trang 59 nè. Trong dạng này nó có 3 dạng. Hôm nay mình giải dạng đầu tiên, đó là câu kể. Hay người ta còn gọi là câu khẳng định hoặc câu phủ định đó. Người ta gọi là câu kể, tức là không phải câu hỏi. À, các bạn đi xong chưa nhỉ? Tôi chụp cái phần thời gian vào học chat nhé. Rồi, bài đầu tiên, bài số 1, trang 59, câu kể nha. Câu kể là câu khẳng định hoặc là câu phủ định. Nó sẽ có hình thức là chủ ngữ đi với động từ, thì gọi là câu. Nó không có hỏi, à, cô gọi nó là câu kể. Vậy thì khi mình tường thuật lại nó, mình vẫn tường thuật theo trật tự chủ ngữ động từ, mình chỉ có khác là mình đổi thi thôi. Giờ cô ấy nói, lúc nãy là cô chỉ nói you và we và I thì mình mới đổi, còn he ở đây thì nó không có đổi nhé. Cậu ta vẫn là cậu ta không thể nào là mình được ha. Vậy thì trong câu này cô chỉ đổi đúng một từ thôi, đó chính là to works. À, cô lùi về quá khứ của nó là cậu ta làm ở ngân hàng. Cô ấy nói rằng à, con có từ that hoặc không that đều được nhé. Được chưa nào? That hoặc là không that đều được. Rồi sau đó tới chủ ngữ là cậu ta, động từ work hiện tại cô lùi về. Quá khứ là it. Rồi còn lại cô viết lại in a bank. Câu số 2, we đổi à, went, động từ đổi luôn. Đổi người rồi, giờ đổi thì nè. Rồi đổi tiếp, thời gian, lúc này cô có từ last đi với danh từ thì sẽ chuyển thành the đi với danh từ cộng với chữ before ha. The danh từ cộng với before. Vậy ở đây cô sẽ ghi là gì? Chúng tôi đi ra ngoài tối hôm qua. Cô ấy nói với chúng tôi rằng bọn họ, we cô chuyển thành they, đi ra ngoài nè. When chuyển về quá khứ đơn là had gone out. Last cô ghi từ the cộng với danh từ là the night. Sau đó chữ last sẽ chuyển thành chữ before. Ha, dùng cái bảng lúc nãy cô cho đó. Rồi bắt đầu làm bài. Bao nhiêu câu đây? 20 câu. Mà cô làm hết 2 câu rồi. Còn 18 câu. Rồi mỗi bạn làm 3 câu ha. 3, 4, 5. À, Nhi. 6, 7. 8. Như. 9. 10. 11. Linh. 12. 13. 14. Hà Khang. Fifteen, sixteen, seventeen. Dan. Eighteen. Nineteen, twenty. À, Trí. Các bạn còn lại lát nữa làm bài sao ha. Lùi người, lùi thì và lùi thời gian, lùi ba cái đó thôi là được nha. À, cô sẽ tô màu những từ mình cần phải lùi, được chưa? Cô tô xong là cô gọi tên sửa bài luôn. À, ôm nè. Đấy. I was arrived.
Cái từ never been à, never been có nghĩa là hát. Never been, đây là quá khứ hoàn thành rồi, cho nên mình không đổi được nữa nhé, mình giữ nguyên tại vì nó đã là quá khứ hoàn thành rồi, mình giữ nguyên. Ở đây cô chỉ đổi được cái từ I là tôi chuyển thành cô ta, và từ be, before không đổi, before là nó rồi. Number 6, I didn't. Number 7, will. Number 8, hasn't. Number 9, I can. Khi mà có cái câu mà mình không nói rõ you là ai á, cô ấy nói là tôi có thể giúp bạn, và chỗ này không nói rõ người nói là cô ấy nhưng mà người nghe không nói rõ, thì mình sẽ mặc định người nghe là mình nhé. Cô ấy nói là tôi sẽ giúp bạn, cô ấy nói gì vậy? Cô ấy nói là cô ấy giúp tôi, tại trong câu này không có nói người nghe là ai hết, thì mình sẽ mặc định người nghe là mình, và you này sẽ là mình nhé. Rồi tomorrow, tomorrow ngày mai. Từ shoot, từ shoot, nếu như có từ shore thì con chuyển cho cô thành shoot, còn nếu nó đã là shoot rồi thì nó không có shoot được nữa, nó vẫn là nó thôi ha. Ở đây mình sẽ đổi từ you và từ hết rồi. Rồi I don't, I want you tomorrow. She's I visited my hasn't. I quá khứ hoàn thành thì không đổi ha. Quá khứ hoàn thành là không đổi nhé, không đổi thì mình giữ luôn nhé. À, tại vì cái quá khứ hoàn thành nó đứng trước quá khứ đơn nè, thì đằng sau mình cũng không đổi được nhé. Tại vì con đổi đằng sau là nó sai bản chất của đằng trước rồi, cái chỗ này là quá khứ hoàn thành để nguyên luôn. À, quy tắc tiếp theo nhớ cho cô là ngoài quy tắc là quá khứ hoàn thành nhé, mình còn có một quy tắc nữa. Nếu nó là câu điều kiện, à, điều kiện loại 1 thì mình lùi được nhé, nhưng mà loại 2 và loại 3 thì mình sẽ không đổi, thì không đổi nhé, không đổi, không đổi thì, tức là mình phải giữ nguyên đó. Tại vì nó đã lùi sẵn rồi, bản chất của câu điều kiện loại 2, loại 3 là nó đã rồi. Rồi, thì nhé. Rồi, không đổi thì. Điều kiện loại 2, loại 3 là không đổi thì. Nên câu số 17. Điều kiện loại 2 nè, không đổi thì.
19 mình không đổi nhé, tại vì nó nói về thời gian anh ấy đọc được lúc anh ấy bao nhiêu tuổi chứ không phải là hành động nhé. Cái chỗ này là lúc, chỗ này cô giữ nguyên cho cô, lúc anh ấy bao nhiêu tuổi thì giữ nguyên cho cô. Lại đang nói về năm thôi, giống như là in 2020 thì vẫn là in 2020. Anh ta có thể đọc lúc anh ta 3 tuổi nhé. Rồi, Nhi nào. Number 3, she said that She was coming. She told me that she had been waiting for the bus when she arrived. Number 4. À, he đúng không? When he When he arrived. She Waiting been waiting for the bus, a bus when he arrived. he arrived. Number 5, she said that she had never been there before. Cô sửa luôn cái từ arrive nhé, tại chỗ đó là động từ ha. Động từ cô sửa thành had arrived. Rồi. She has never been there before. Rồi, như nè. She had been waiting for the bus when he had arrived. She hadn't gone. Huh? Hadn't gone Till to the party. the party. Lucy will come. She said that Lucy will chuyển thành. Câu hai của will là would come Would later. come later. She told me that no. He hadn't eaten breakfast. Eaten breakfast. Linh nào. Number 9. She said she could help me the next day. She could help me the next day. Number 10. She told me I should go to bed early. Cô ấy bảo tôi, à đúng rồi, I should go to bed early. Number 11. She told me she doesn't like chocolate. She didn't nhé, đúng không? À, mình lùi về ông thầy rồi. She didn't like chocolate. Ok. She said she wouldn't see you the next day. She wouldn't see me nhé. Không, không có biết người nói là không biết người nghe là ai thì lúc đó mình sẽ là người nghe. Cô ấy nói là cô ta sẽ gặp bạn. Mình tường thuật lại mà. Sorry. Đúng rồi. Cô ta sẽ gặp bạn thì mình tường thuật lại là cô ta nói với tôi là tôi sẽ gặp bạn. Mình sẽ tường thuật lại là cô ta nói rằng cô ta sẽ gặp tôi vào ngày mai, the next day. He said he was living in Paris for a few months.
She said that she was living in Paris for a few months. She told me that. She told me she helped visited my parents at the weekend. Cô ấy thăm thăm mẹ ba mẹ cô ấy. Là Her parents. Thăm ba mẹ cô ấy, her parents at the weekend. Đan à? Number 15. She hasn't eaten sushi before. She said she hadn't eaten sushi before. Number 16. Number 16. I hadn't traveled by underground before I came to London. She said that she hadn't traveled by underground before she came to London. She hadn't traveled underground là tàu điện ngầm. Câu này mình không có lùi thì mình lùi người thôi, tại vì nó chi thì sẵn rồi. Trước khi cô ấy tới London. 17 à? They would help if they could. She said they would help if they could. They would help if they could. Câu điều kiện loại 2 không đổi thì. Chế nè. Number 18. She told me that she was up later. No. Do the washing up later là rửa chén. Number 19. He said that he could read when he was three. Number 20. He said I am sleeping when Julie has college. Ai thì chuyển thành she, quá khứ, quá khứ, quá khứ Chu diễn kỳ. chuyển thành quá khứ hoàn thành tiếp diễn cho cô là She had she has been been sleep. cậu bay đây nhá, sleeping when Julie has college. đúng rồi, Julie had called. Ôi, Sao có phần đầu con chưa chữa đấy, cô chụp lại cho con được không ạ? con? Hết rồi, cô chụp vào hộp chat hết rồi, con kéo lên.
Hôm nay các bạn học không tốt nha. Các bạn học không tập trung nha. Đấy. Rồi, sửa bài xong chưa nào? Ngày mai có thi gì không? Tuần sau nữa còn thi thêm. Mai thi lịch sử địa lý. Mai đi sẽ đi lấy hả? À? Hai tuần nữa. Ôi, tuần sau nữa còn thi tiếng Anh. Hôm sau thi tiếng Anh. Ôn Ừ, bài hết. tuần sau nữa cơ. Hôm Tuần sau sau thì được rồi. được 2 tuần nữa. À, tuần sau thì chắc là con thi mấy môn phụ vào 3 ngày cuối. Tuần sau con thi hết rồi cô. Tuần sau thi xong rồi hả? Xong tuần sau là thi một lèo từ thứ hai thứ bảy xong luôn. Thì hết luôn. Vâng, thi hết sạch luôn mọi khi nhá. Có thể là để một hai môn sang tuần sau thi, nhưng mà không, lần này trường con nó ép cho nó thi từ thứ hai thứ bảy hết sạch luôn. Rồi bây giờ cô cho lựa chọn đây. Các bạn viết bài xong chưa nhỉ? Rồi. À, cái chỗ 15 tới 20 cô chụp chưa nhỉ? Đã lắm, nhìn cho cô 15 tới 20 cô chụp chưa nhỉ? Cô không có mở được cái... Rồi cô ạ. Cô chụp rồi hả? Rồi, bây giờ cô share cái này. Bài tập về nhà nè. Cô sẽ có sự lựa chọn nhé. Cái chỗ số 3 nó không phải bài tập. Chỗ số 3 là cô dặn thôi. Ha, thứ 6 mình làm kiểm tra, lát cô gửi, mai cô gửi đề vào. Cái phần ghi âm là bắt buộc phải làm. Được chưa? Bây giờ chụp vợ gửi, đứa nào mà gửi đủ á thì số 2 được bỏ. Mà gửi không đủ á là số 2 phải làm. Rồi 5 phút gửi bắt đầu. Gửi sách và vở luôn nha. Người như cái gì ấy cô? Gửi bài hôm nay cô sửa á, cô sửa trong sách á. Từng cái Dạ, trang. gồm bài nào? Bài số 9 á. Gửi cho cô bài chính trang 54, 54, 55, 56, 57. Với Cô lại ơi, cái... Sao con? con thêm mấy phút nữa con còn mấy câu cuối của bài ấy thôi. Thì con chép xong đi, rồi con gửi cô thì cô cho nghỉ sớm. À, thì mai thi. Còn bạn nào mà chép không đủ thì cô vẫn giữ nguyên bài ấy, vẫn phải làm cái dòng số 2 nhé. Trí Trí gửi đủ nè. Trời, bảo Quy làm sao, bảo Quy chữ rõ lại nha bảo nha. Vâng ạ, nên con đeo găng tay này trước con nó hơi bị nhìn. Cô dò bài đột xuất cái là cô lập, là con không biết cô lập chỗ nào đâu, cô tìm không ra đâu. Bảo về lấy một cái bút highlight cái thời gian vào. Trời ơi, Bảo ghi chữ như ông đồ vậy đó. Ông đồ viết chữ nghệ thuật á. Chỗ Bảo bị thiếu nè. Bảo ngày mai viết lại cái bản, cô gửi cái bản giáo viên vào nha. Ngày mai viết lại cho cô đọc. Nếu mà viết Vâng mà cô ạ. đọc được á thì cô miễn cái chỗ này, còn không là cô nhắn mẹ bạn làm cho cô nha. Chỗ viết cô đọc không ra chữ, mà chữ đó gọi là chữ gì cô, chữ thư pháp. Bảo viết chữ thư pháp đọc không ra, ngày mai viết lại cho cô, gửi riêng cho cô nha. Trí xong rồi, cô cho Trí nghỉ sớm 10 phút nha, tại vì tuần Rồi. này thì rồi tới lượt Khang nè. Rồi mới thì.
Trời ơi, thang ghi đầy đủ, sạch sẽ, đẹp đẽ, nhìn dễ nhìn nữa. Đấy, cô gửi cho Bảo coi. Rồi, Khang xong. Hôm nay thi cô nên sắp thi rồi, cô cho nghỉ sớm 10 phút nha. Hôm nay học nhiều rồi. Hay là cô Ừ. bà teacher. Kìa. Thì bà teacher. Chưa, cô chưa. Cô nói bạn nào xong mới ra chứ. Cô chưa gọi mà tự ra vậy. Ai à, dạ, cô chưa cho ra mà ra rồi. Thấy chưa? Như xong rồi con. Xin chào cô ạ. Ừ. Ánh lên đủ nè. Rồi Hải đủ rồi. Goodbye, teacher. Ủa, Hải đợi cô tí coi. Chạy rồi. Trời ơi, viết chữ cô nhìn không ra luôn. Mà Nhi đủ rồi Nhi ơi, Nhi đủ rồi. Dịp con lấy cây bút highlight, làm sao cô highlight tiêu đề, highlight công thức lại lúc cô hỏi thì mới ghi được nha. Vâng ạ. Chưa thấy, đợi cô tí, bà ta về nhà rồi. Rồi, đúng rồi. Mấy Dạ, con chào cô. ha.